Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo trang số 29, bài Little Poppy. Ở bài này, chúng mình sẽ học về nốt nhạc ở khóa son với vị trí thấp và vị trí cao hỗn hợp. Đó, như vậy là chúng ta cần phải nhớ được các vị trí thấp và vị trí cao mà chúng ta đã được học phía trước, cũng như là chúng ta phản xạ được ở trên phím đàn. Ở vị trí chơi trên đàn ở phím quãng thấp và phím ở quãng cao. Còn về tay trái thì chúng ta sẽ hoàn toàn là các nốt nhạc ở phần quãng cao mà các con đã được học rất kỹ từ Easy Easy 1 rồi. Đó, bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc của khóa son trước nhé. 1, 2, 3. Mi fa mi son son re re fa hai lặng. Mi fa mi son son re hai ba một hai lặng. Mi fa mi son son re re fa hai ba. Mi son fa mi fa re đô hai ba một hai lặng. Đó, như vừa rồi cô đã giới thiệu là phần này là nốt cao và phần này là nốt cao, nhưng do giọng của cô thì sẽ không thể lên được quãng cao nên là cô hát cao độ thì vẫn giống như cao độ ở phần quãng thấp. Tuy nhiên mình chơi ở trên phím thì mình sẽ cần phải nhảy quãng lên quãng một quãng tám nhé. Thế còn một điểm nữa là nốt nhạc trắng chấm được nối sang nốt trắng này thì các con sẽ ngân dài tổng cộng là 5 phách. Chúng ta có thể đếm là re 2 3 1 hai, như vậy là 5 phách đấy. Thì sau đó là chúng ta sẽ nhấc tay ở dấu lặng này. Và ở đoạn dưới này cũng như vậy, các con cũng ngân 5 phách xong các con nhấc tay. Đó là phần của khóa son nhé. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các con phần khóa pha. 1 2 3 đô 2 3 đô 2 3 si hai ba si hai lặng. Đô hai ba đô hai ba si hai ba một hai lặng. Đô hai ba đô hai ba si hai ba si hai ba đô hai re si đô hai ba một hai lặng. Đó là phần nốt nhạc của khóa pha. Rồi sau đây các con cùng nhìn cô chơi trên đàn, chúng ta quan sát cô chơi và chúng ta luyện tập theo nhé. Ở bài này đối với khóa son thì các con sẽ chơi hai vị trí là vị trí đô trung tâm và vị trí đô cao. Thế thì bài này sẽ chia ra 4 ô một lần. 4 ô đầu tiên thì chúng mình sẽ chơi vị trí thấp, rồi 4 ô tiếp theo chúng mình sẽ lên ở vị trí quãng cao, rồi sau đó lại xuống thấp và lên cao ở đoạn cuối cùng nhé. Bây giờ thì cô sẽ chơi mẫu cho các con hiểu ở trên khóa son đối với vị trí như thế nào cho đúng nhé. Nhịp 3 4 cô lấy đều và cô sẽ chơi như sau. 1 2 3 1 2 3 mi
Còn đối với phần tay trái thì chúng ta sẽ đặt vị trí đô trung tâm. Tuy nhiên chúng ta sẽ đặt ngón số 2 ở nốt đô trung tâm đối với tay trái nhé. Bây giờ cô sẽ làm riêng tay trái. 1, 2, 3. Đô 2, 3. Đô 2, 3. Si 2, 3. Si 2, lặng. Đô 2, 3. Đô 2, 3. Si 2, 3. 1, 2, lặng. Đô 2, 3. Đô 2, 3. Si 2, 3. Si 2, 3. Đô 2. Thuê đô lê. Si đô 2, 3. 1, 2, lặng. Bây giờ thì cô sẽ ghép hai tay với nhau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vậy là hai tay khi chúng ta chơi được ghép cùng với nhau như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập với phần beat chậm và beat nhanh. Sau đây thì cô sẽ chơi mẫu cho các con nghe. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài Little Pooh Beat. Ở bài này chúng mình sẽ ứng dụng vị trí hỗn hợp ở trên phím đàn. Vậy các con hãy luyện tập thật nhuần nhuyễn ở hai vị trí thay đổi này nhé. Để những bài sau mình sẽ phức tạp hơn thì chúng ta có thể làm tốt. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Chào tạm biệt các con.